tâm điện tử Hải Phương xin gửi lời chào tới tất cả các bạn. Hôm nay Phương sẽ tư vấn phối hợp cho các bác những bộ dàn karaoke với giá đầu tư cực kỳ hợp lý và toàn hàng cao cấp thôi các bác. Không phải là các bác cứ phải cố đến mức độ mà kìm nén cái sự sung sướng của mình hoặc là dìm nén những cái ước mơ của mình. Chúng ta hãy cứ sống thoải mái làm sao cho phù hợp là được. Ngày hôm nay thì với mức đầu tư hợp lý mà chúng ta muốn chơi ở không gian rộng, muốn gây áp lực cũng như là đánh đẳng cấp, thì anh Vương đang giới thiệu các bác về một combo. Đó là một đôi loa đến từ Italia, đó là dòng loa AD Bass 40. Đôi này thì cực kỳ khỏe. Anh em nào đánh sân vườn hoặc là không gian nhà rộng, đặc biệt là những anh em đi làm sự kiện, đầu tư những cặp AD này đánh cực kỳ phê. Tiếng nó khỏe ở cái giải chép căng đét và độ bền, độ lì cực kỳ cao. Chuyển anh nó nhạc nhẹ nhàng cho nó vui. Đánh nhạc nhẹ. Tiếng tép của con này phải nói rằng nó hay thật. Tép nó nảy và nó căng, cho nên là anh em nào thích nghe những dòng mà có chép hay thì con này là chép hay. Thùng của nó là thùng vỏ gỗ được sơn sần rất chắc chắn, gỗ bạch dương. Các bác nhìn cái chất gỗ này, nó lì và nó chắc. Đây là dòng AD Max với bát của nó nhập của Italia. Công suất của nó đạt là 400W một quả, đánh ở trực kháng 8 ohm. Đôi này trước đây em cũng khá nhiều, nhưng mà bán hết rồi các bác. Hôm nay thì lại có thêm một đôi AD Max nữa. Anh em nào đi làm sự kiện mà dùng dòng này thì đỉnh luôn các bác. Các bác nhìn cái kết cấu thùng cân và những đôi loa mà nó là hàng chất, thì các bác nhìn cái cấu hình của nó cũng khác biệt luôn, các bác nhìn này. Đấy.
thùng của nó rất là sâu, nó phải đến hơn 2 gang, tức là nó phải rơi vào tầm khoảng độ 48 phân cái thùng này. Chắc em ước lượng cũng không mấy khi sai đâu. Các bác cứ thử lấy con số để đo nhá, xem là đâu cái thước được. Bởi vì trong cái nghề gọi là dạy toán của ông thầy Phương thì có một cái bước đó là ước lượng, có khả năng ước lượng cho phép sai số trong vòng khoảng độ 2 phân. Các bác thấy không? Hôm nay này có con số 48 đẹp rồi. Này có con số 48 đẹp rồi. Đúng không các bác? 49 là dở nhưng mà 48 là đẹp rồi. Đấy, em ước lượng có chuẩn không? 48 phân. Bởi vì những cái con loa nó có thùng sâu như này thì đương nhiên tiếng bát nó sẽ đầm, và cái giải âm của nó đầy. Hàng bãi xịn các bác nhá, AD Max. Với mức đầu tư của cặp này chỉ có 11 triệu rưỡi thôi. 11 triệu rưỡi đã được đôi loa bát 40 rồi, tội gì mua loa hàng gióng bây giờ các bác. Kết hợp với nó là một con súp của hãng DK King. Đây là dòng sản phẩm với công nghệ của Anh, bát 50. Từ 22 côn 100, 2 gân lụa sóng, 2 gân tròn. Đây các bác này, hàng xịn các bác, nhìn cái hậu của nó đã khác rồi này. Con này với độ nhạy lên đến 134 decibel, và đánh trở kháng 8 ohm, công suất của nó là 800W, DKLV180W, hàng công nghệ của Anh Quốc. Những cái hàng mà vỡ vào vẫn hàng đóng thì không bao giờ nó làm cái hậu này các bác. Trong cái hậu này nó đã thể hiện được cái chất của nó rồi. Con này đang có giá là 5.500.000 đồng giá tại cửa hàng. Như vậy nếu combo này các bác mới tính nhá, 11 triệu rưỡi cộng với 5 triệu rưỡi mới có 16 triệu. 16 triệu đánh cả làng nghe. Đánh cả làng nghe, đặc biệt là trung thu đến nơi rồi. Các bác mua bộ này về để gọi là chơi trung thu hoặc là cho thuê trung thu thì chúng ta đã có tiền ngay trong thời điểm này rồi. Đảm bảo rằng là độ bền, độ ổn định cao. Còn về chất em nghĩ rằng là không phải bàn. Với cái mức đầu tư chỉ có 16 triệu lẽ ra chỉ mua được một đôi loa, nhưng mà lại có cả quả súp 50 luôn. Đấy, chuẩn không? Không hay không lấy tiền coi nhá. Không hay không lấy tiền. Đầu tư 16 triệu thôi các bác nhé, cho các bác về chơi trung thu cho đẳng cấp. Hàng bao zin chuẩn 100%. Nói không với những hàng gọi là OEM, hay là nói không với những cái hàng gọi là độc quyền, và nói không với những cái hàng nát, hàng đểu. Các bác nhìn cái loa nó rất là chuẩn.
và cái chất âm của nó thì đúng thể hiện được dòng loa bãi xịn, tiếng hay, súp cũng vậy. Ok, bác nào đầu tư combo này alo cho em số máy 0971998555 các bác nhá. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.